sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu những gì tôi nói nãy giờ là sai. Ok chưa? Nam em ngất xỉu sau khi lên làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông lần 2. Chuyến này mồm đi hơi xa. Sau những phát ngôn ngông cuồng trên livestream những ngày vừa qua, nam em nhanh chóng nhận được giấy triệu tập lần thứ 2 từ Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, có vẻ quá trình làm việc không được suôn sẻ mấy khi trên mạng liên tục lan truyền hình ảnh cô nàng khóc lóc ngất xỉu phải để người yêu Bùi Hữu Cường bế ra ô tô. Chồng hờ Bùi Hữu Cường sau khi bế nam em vào ô tô có vẻ cũng mất bình tĩnh. Anh chàng lái xe khá luống cuống, đâm vào một số chiếc xe máy đang nằm trong bãi đậu. Khác với trước khi bắt đầu buổi làm việc với cơ quan chức năng, lúc đó nhìn nam em và người yêu phong thái thoải mái, vẻ mặt vô cùng tươi tắn và tự tin. Cả hai còn diện đồ tông xẻ tông để ăn nhập với nhau. Đâu ai biết rằng, sớm thôi, đôi tình nhân sẽ không còn cười được nữa. Lúc nhận được giấy triệu tập lần thứ hai, nam em vẫn còn rất ngông nghênh, thái độ không hề nghiêm túc. Trên sóng livestream, cô nàng có vẻ đang trong tình trạng không tỉnh táo, nói chuyện lộn xộn, nhắc đi nhắc lại về việc mình đã nhận được giấy triệu tập và một mực khẳng định những hành động của bản thân là đúng đắn. Là như thế nào? Cho tôi hỏi là như thế nào? Vậy tôi lên án những cái việc đó là tôi sai đúng không? Tôi bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng là tôi sai đúng không? Còn bạn nghĩ nam em sẽ có cái kết như thế nào sau buổi triệu tập lên sở lần thứ hai? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!